Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây liên tiếp có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, trong đó có các vụ liên quan đến việc tài xế lùi xe tải thiếu quan sát gây ra những thiệt hại đáng tiếc về người. Mới đây thì vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã khiến cho ba mẹ con tử vong tại chỗ. Vậy việc bất cẩn, thiếu quan sát khi lùi xe sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như thế nào và làm sao để tránh được những rủi ro có thể xảy ra? Để trò chuyện với chúng ta về vấn đề ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với trường quay ngày hôm nay. Thưa ông, như chúng tôi cũng đã chia sẻ ở đầu tiểu mục, đó là chúng ta thấy có rất là nhiều những cái vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc là lùi xe và thiếu quan sát dẫn tới những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Và chúng ta có thể điểm qua một vài vụ như là vụ tai nạn ở thành phố Huế hay là ở Phú Yên. Và ông nghĩ sao về vấn đề này và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc này? Có thể nói rằng là trong thời gian qua dồn dập xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng, liên quan chết nhiều người, mà trong cùng một cái nguyên nhân, chính là nguyên nhân bất cẩn của người lái xe. Có thể nói là người lái xe cũng thông thường thì không nên lỗi bất cẩn nhiều như thế, nhưng mà tập trung là bất cẩn vào trong một ngày để mà chết nhiều người như thế là rất là đáng trách. Thế thì tôi nghĩ rằng là thông qua cái việc đấy thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại, bổ sung thêm vào cái công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, cũng như công tác tập huấn các cái lái xe tại các doanh nghiệp, nhưng cũng như là công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân thông qua các cái mạng thông tin đại chúng ấy, là làm thế nào để một cái việc mà quan trọng nhất đối với người lái xe là phải cẩn trọng, chỉ được phép cho ô tô chuyển động vào không gian nào mà người lái xe thấy rằng chắc chắn là an toàn thì chúng ta mới cho chuyển động vào. Tôi cho rằng đấy là cái nó ngắn gọn nhưng mà nó bao hàm tất cả những khía cạnh để chúng ta có thể quan tâm. Còn bây giờ nếu mà chúng ta thấy rằng có một cái nguyên nhân là do lùi xe chết người nhiều, rồi chúng ta tập trung vào vấn đề giải quyết cái vấn đề nguyên nhân là lùi xe cũng là một cái khía cạnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng nên các cơ quan quản lý nên nhìn nhận một cách tổng thể để tất cả những cái yếu tố nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn giao thông nghiêm trọng ấy thì chúng ta cần phải tập trung xử lý một cách triệt để, nó như là một bức tranh tổng thể để chúng ta có thể giải quyết vấn nạn về an toàn giao thông của Việt Nam. Vâng ạ, rõ ràng rằng là những cái hậu quả từ vụ việc này là vô cùng nghiêm trọng, như chúng ta có thể kể tới cái câu chuyện ở tỉnh Phú Yên khiến cho ba mẹ con tử vong tại chỗ, và quả thực rằng là hậu quả thì vô cùng đau lòng. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết đó là trách nhiệm của người liên quan là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là đã gọi là cái trách nhiệm người liên quan thì người lái xe phải chịu trách nhiệm gần như là hoàn toàn về cái lỗi đấy. Bởi vì người lái xe chỉ được điều khiển phương tiện vào những cái không gian nào mà biết chắc chắn là không gian đó an toàn, kể cả phía trước, kể cả phía sau, kể cả bên xe, kể cả trên nóc xe. Thì nóc xe mà thấy rằng có những cái vật cản, lái xe cũng không được chuyển động. Và người lái xe phải quan sát tất cả những cái đấy. Đặc biệt là khi bắt đầu lên xe cũng phải quan sát cả gầm xe, chứ không phải là các cháu chơi đùa dưới gầm là cứ lên xe nổ máy ra đi là không, thế cũng được. Thế thì tôi cho rằng là cái mà chúng ta cần quan tâm nhất là cái vấn đề yêu cầu các lái xe cần phải cẩn trọng trong mọi tình huống để chúng ta đảm bảo an toàn giao thông. Đấy thì cái tôi cho rằng là như thế. Và với cái góc độ nhìn tổng thể như thế thì các cơ quan chức năng cần phải có những cái giải pháp tức thì. Thông qua chúng ta có thể là yêu cầu một số các phương tiện cỡ lớn phải có trang bị thêm những cái phương tiện hỗ trợ cho lái xe. Đã. Ví dụ như camera đi chạy lùi, rồi là có thể là những cái chuông cảnh báo khi mà có những cái vật cản ở phía sau hay là vật cản hai bên mà có nguy cơ va chạm với xe. Nhưng rất bây giờ công nghệ về để mà hỗ trợ cho lái xe thì quá nhiều công nghệ. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta yêu cầu các cái phương tiện đều mà phải lắp tất cả các cái phương tiện hỗ trợ thì nó tốn kém. Đúng ạ. Đấy, nhưng mà các lái xe con thì người thông thường người ta quan sát nó dễ cho nên người ta phải chịu trách nhiệm. Thế còn nếu mà lái xe con mà người ta vụng về, người ta thích lắp thêm cái đấy, người ta có tiền thì cũng là người ta lắp, thì mình khuyến khích người ta tạo điều kiện. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên có một cái hướng dẫn để giới thiệu các cái thiết bị an toàn hỗ trợ cho lái xe, kể cả xe chạy lùi và các cái xe chạy tiến, và mọi không gian để lái xe có thể quan sát tốt hơn trong cái không gian mà người ta điều khiển. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên có một cái tổng thể và quy định cái nào là bắt buộc và cái nào là khuyến khích để cho coi các doanh nghiệp coi hoặc là nhân dân người ta có thể đầu tư.
Vâng ạ. Và đúng như ông chia sẻ thì chúng ta cũng cần phải quan sát thật là kỹ khi mà tham gia giao thông. Và thông qua đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội thì chúng ta thấy rằng là lái xe đã dừng lại đột ngột, sau đó thì mới lùi xe khiến cho nạn nhân là không kịp phản ứng, vì thế mà dẫn tới những cái hậu quả rất là đau lòng. Vậy thì là một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông thì ông có những cái cảnh báo hay có những cái giải pháp nào tới mọi người để chúng ta có thể giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại? Tôi nghĩ rằng là lái xe sau khi dừng cái lại lùi ngay thì cũng là một cái nguyên nhân rất là làm cho cái người đi phía sau, người ta coi như là hoảng hốt và người ta cũng không kịp ứng biến. Và cái đấy cũng là nguyên nhân, là nếu như lái xe bây giờ đang đứng yên thì cái người lái đằng phía sau người ta không đi sát vào cái xe đấy làm gì, người ta tránh đi. Hoặc là nếu mà người xe đang đỗ bắt đầu mới lùi thì lại khác, bây giờ xe đang chuyển động tiến, cái người đi phía sau người ta nghĩ rằng cái xe chỉ có tiến chứ không có lùi. Và đột nhiên lùi như thế là rất là khó khăn cho người phía sau. Đặc biệt là người phụ nữ, người ta chở con, người ta không xoay sở được. Chứ nếu mà phía sau là một thanh niên, người ta đi xe máy phía sau thì chắc chắn là người ta thoát, người ta thoát chết. Bởi vì người ta sẽ buông xe máy và người ta đạp vào phía chân, vào phía sau của cái ô tô tải. Và người của người ta sẽ văng ra ngoài. Và như thế thì người ta thoát chết. Nhưng mà người phụ nữ bây giờ chở hai đứa con như thế thì làm sao mà đi đâu được. Chỉ có muốn được chờ rồi xem cái xe tải có dừng lại không. Nếu mà không dừng lại thì phải chấp nhận chết. Thì tôi nghĩ rằng cái này rõ ràng là cái việc lùi của lái xe cũng là cái nguyên nhân dẫn đến cái người gây ra cái tai nạn cho cái người phụ nữ ở phía trong. Vâng ạ, đó là ở góc độ là chúng ta đánh giá dưới mức độ là lái xe. Thế còn ở dưới góc độ luật pháp thì khi mà mọi người theo dõi những cái video này thì có những ý kiến là cần phải xử phạt những người mà đang lưu thông trên đường thì đột ngột dừng lại, thậm chí là phạt thật nặng. Ý kiến của ông ra sao? Tôi nghĩ rằng là cái những người đang lưu thông trên đường mà dừng lại trên đường ấy, thì người ta vi phạm một cái lỗi làm cản trở giao thông và gây ra những cái nguy hiểm giao thông thì người ta đã phải chịu trách nhiệm hành vi đấy rồi. Thế còn đang đi trên đường mà dừng lại xong lại chạy lùi thì lại là sang một cái yếu tố khác. Không, nếu anh dừng yên ở trên đường do xe hỏng đứng yên thì khi đó là có thể người phía sau người ta phải chịu trách nhiệm về cái hành vi người ta. Bởi vì luật quy định là những người chạy phía sau phải chịu trách nhiệm tất cả những cái hành vi mà khi mà bám vào xe đằng trước. Khi mà xe đằng trước là cái lỗi là thuộc người chạy phía sau. Nhưng mà nếu người chạy phía trước mà dừng lại xong chạy lùi thì rõ ràng là người phía sau người ta không thể nào có thể lường trước được. Và cái này là lỗi của người chạy phía trước. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ phạt nặng, tăng phạt nặng đối với người mà chạy lùi ở trên các cái làn đường. Vâng. Chạy lùi trên làn đường. Thế còn các cái xe mà đã phanh lại đứng yên ở trên làn đường thì người ta chịu trách nhiệm với cái hành vi của người ta phạt. Hiện nay đã có quy định rõ rồi. Dạ vâng ạ. Và rõ ràng rằng là để chúng ta có thể lưu thông được trên đường thì chúng ta cần phải trải qua những cái lớp học lái xe, chúng ta phải thi để có thể đạt được bằng lái xe rồi chúng ta mới có thể lưu thông trên đường. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là với cái tình huống vừa rồi thì tài xế cũng đã không đảm bảo những cái kỹ thuật khi mà lái xe. Là một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông thì ông đánh giá về kỹ thuật cũng như là mức độ cẩn trọng của lái xe trong vụ việc xảy ra như thế nào? Tôi nghĩ rằng là các cái tai nạn giao thông của Việt Nam hiện nay thì chắc là cái lỗi cẩn trọng vẫn là hàng đầu. Chúng ta có thể quy ra là do yếu tố tốc độ, do yếu tố uống rượu, uống bia, rồi là do những vấn đề chạy sai làn đường, đấy là chúng ta phân tích theo cái khía cạnh đấy. Nhưng mà cuối cùng vẫn là do cái tính cẩn trọng, cái tính ẩu của con người mà gây ra. Bởi vì đã uống rượu bia thì không được lái xe, thế là cái tính cẩn trọng. Hay là khi người ta chạy trong trời mưa thì người ta chạy chậm, chạy trong tầm quan sát đấy. Khi lùi thì các xe phải có người xi nhan chứ không tự ý coi như là lùi. Cái xe con thì người ta có thể nhìn được thì người ta lùi, thế còn đối với cái xe to như thế thì không thể nào nhìn phía sau được, rất là nhiều cái coi những điểm mù phía sau xe cũng như hai bên xe. Và như vậy thì khi mà cái xe to, xe tải to, xe container mà lùi thì dứt khoát phải có người hướng dẫn, người xi nhan, kể cả quay vòng cũng cần phải có người xi nhan chứ chưa nói dần lùi. Thế thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên có một cái công tác đào thay đổi, bổ sung thêm công tác đào tạo. Tất nhiên chúng ta dạy đã tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải tập trung vào những cái hành vi mang tính chất là cẩn trọng. Cái thái độ của con người, tức là kỹ năng của anh vần vô lăng là tốt rồi, nhưng mà cái thái độ không cẩn trọng cũng là cái nguy cơ rất cao. Thì tôi nghĩ rằng là trong mọi tình thế người lái xe đều phải cẩn trọng. Và luôn luôn phải xác định rằng là những cái nguy cơ mà dẫn đến cái tai nạn giao thông đều rình rập chúng ta. Và như thế thì mới có thể đảm bảo an toàn được.
chúng ta đã nói rất là nhiều đến việc là đang lưu thông ở giữa đường thì đột ngột lùi xe, khiến cho rất là người đi đằng sau sẽ không thể nào lường trước được hay là phản ứng kịp với những cái tình huống như vậy. Vậy thì ông có lời khuyên gì cho những tài xế khi mà chúng ta muốn lùi xe hoặc là những xe đằng sau thì cần phải giữ khoảng cách như thế nào để đảm bảo an toàn? Tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên là đối với các tài xế thì chúng ta tuyệt nhiên không được tự ý lùi xe nếu mà không phải là cái xe cái cỡ nhỏ mà chúng ta có thể quan sát tốt được. Đấy thì cái đầu tiên là phải có người xi nhan. Thế còn thứ hai là đối với người chạy phía sau thì chúng ta phải luôn luôn giữ khoảng cách an toàn. Khoảng an toàn này làm thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa được những cái biện pháp mà những người lái xe phía trước có những cái sự cố người ta có thể dừng đột ngột, hoặc thậm chí có những người này còn chạy lùi như thế, để chúng ta phải lường trước được những cái đấy, nên chạy xa một chút thì để đảm bảo an toàn, không nên bám sát vào các xe chạy phía trước. Thì kể cả những người lái ô tô và người lái mô tô xe gắn máy, chúng ta không nên bám sát các xe chạy phía trước, và như vậy chúng ta không kịp phản ứng. Và ngay cả cái trường hợp chúng ta có kịp phản ứng thì cũng rất là dễ gây tai nạn giao thông, bởi vì chúng ta phanh đột ngột cũng rất là nguy hiểm. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên giữ khoảng cách xa hơn một chút. Thông thường thì đối với ô tô người ta quy định là cái khoảng cách quá 2 giây hoặc 3 giây là có thể đảm bảo an toàn. Còn nhưng mà thông thường thì nếu mà sức khỏe chúng ta không tốt thì chúng ta nên giữ khoảng cách độ 3-4 giây. Tức là cái khoảng cách 3-4 giây thì chúng ta mới có thể tiếp cận đến cái xe chạy phía trước chúng ta. Thì như thế sẽ đảm bảo an toàn hơn. Vâng ạ, như cũng như ông chia sẻ thì những chiếc xe tải có kích thước lớn hay tải trọng lớn thì quả thực rằng là việc điều khiển cũng khó khăn hơn và cũng dễ gây nguy hiểm cho người khác hơn, bắt buộc cần phải có những người để giúp đỡ chúng ta, xi nhan cho chúng ta để làm thế nào mà vòng xe hay là lưu thông xe trên đường một cách an toàn. Vậy thì ông có thể chia sẻ là chúng ta cần có những cái giải pháp quyết liệt như thế nào để những lái xe mà điều khiển những cái xe có tải trọng lớn thì họ sẽ cẩn thận, bởi vì mỗi một hành vi của họ thì đều có thể gây nguy hiểm cho những người cùng lưu thông, để chúng ta có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại như là tai nạn giao thông. Tôi nghĩ rằng là trước hết về mặt cái đầu tư cho thiết bị, các cái thiết bị lắp đặt trên xe thì các cái xe cỡ lớn ấy, nên chúng ta nên yêu cầu các doanh nghiệp phải lắp đặt các cái thiết bị cảnh báo, ví dụ như là đối với sức khỏe của lái xe, xem là nếu sức khỏe không tốt thì chúng ta có cảnh báo. Thế thì cái này cũng có những thiết bị đấy. Rồi thiết bị thì có thể báo là vấn đề cái không gian của xe có ổn không ổn, có thể không gian của xe đang tiếp cận với những cái vật cản nào, thì chúng ta cũng nên có những quy định đối với xe cỡ lớn phải có đầu tư. Và những cái xe mà container và một số xe lớn thì tải lớn, chúng ta quy định phải bắt buộc phải có phụ xe đi để có thể hỗ trợ cho lái xe, có thể là quan sát khi mà quay đầu xe, quay vòng, hoặc là một số trường hợp lùi xe để đảm bảo an toàn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cái mà công tác quản lý chúng ta nên nghiên cứu thấu đáo để chúng ta có thể quy định. Bởi vì cái đầu tư các trang thiết bị hỗ trợ cho lái xe bây giờ cũng không phải đắt, rất là rẻ. Đấy, cho nên là chúng ta có thể là đầu tư. Và nhiều thiết bị có thể là Việt Nam chúng ta nghiên cứu sản xuất cũng được. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái kỷ nguyên kỹ thuật số này, chúng ta nên tập trung vào đầu tư về công nghệ để có thể giải quyết cái vấn đề an toàn giao thông. Các cái hội nghị Bộ trưởng Giao thông toàn cầu, người ta đã chốt lại rằng là để chúng ta muốn có những cái đột phá về vật trật tự an toàn giao thông thì chúng ta phải tập trung vào vấn đề công nghệ. Còn nếu không chả tập trung vào vấn đề công nghệ thì coi như vấn đề an toàn giao thông chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, không có đột phá. Thì tôi nghĩ rằng đây là chúng ta, các cơ quan quản lý nên có một cái suy nghĩ mà xuất phát là chúng ta phải thay đổi bổ sung trong luật giao thông đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông. Phải có những cái yếu tố để có thể chúng ta có thể đầu tư được vào các cái lĩnh vực này. Còn chúng ta viết luật vẫn như cũ thì không có ý nghĩa gì. Luật bây giờ, luật sửa đổi tôi thấy đọc vẫn như cái, vẫn câu chữ như thế kia. Thì làm sao có thể người ta ứng dụng được công nghệ vào? Ví dụ như bây giờ chúng ta xem truyền hình ngày xưa thì đen trắng, thế bây giờ chúng ta xem truyền hình cáp bây giờ nó như thế này, thế thì vấn đề nó khác hẳn. Thì tôi nghĩ rằng là cái cơ quan nhà nước nên có một cái luật để có định hướng cho cái phát triển cho cái công tác an toàn giao thông Việt Nam trong cái thời gian tới. Tức là chúng ta cần luật cũng như là áp dụng khoa học kỹ thuật vào để có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông đã đến với trường quay của chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay ạ.